Kính mời quý vị theo dõi cập nhật mới nhất lúc 20 giờ. Lúc 18 giờ 10 phút đã tìm thấy 13 thi thể cán bộ chiến sĩ ở trạm kiểm lâm 67. Đoàn cứu hộ đã tìm thấy thi thể của thiếu tướng Nguyễn Văn Man, phó tư lệnh quân khu 4 và 12 người khác. Cụ thể, lúc 18 giờ 30, đoàn cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của 12 người mất tích trong vụ sạt lở tại khu vực tiểu khu 67, trạm kiểm lâm sông Bồ, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong đó có thi thể của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4. Thi thể thứ 13 trong đoàn công tác gặp nạn tại trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, được thông báo đã tìm thấy lúc 19h30. Tiếp theo, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin chúng tôi tổng hợp lúc 17 giờ 45 Tìm thấy thi thể 9 nạn nhân ở trạm kiểm lâm 67 lực lượng cứu hộ tìm thấy 9 thi thể trong đoàn công tác gặp nạn tại trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền lúc 17 giờ ngày 15 tháng 10. Từ 15 giờ, xe đầu kéo chở một xe đào bánh xích có gầu múc cỡ lớn khoảng 2 m 3 đi vào trạm kiểm lâm 67. Theo tìm hiểu, khu vực sạt lở có nhiều khối đá lớn bằng xe ô tô 4 chỗ. Do vậy, xe gầu múc cỡ lớn được điều lên nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác tìm kiếm người mất tích. Lúc này, ở xã Phong Xuân có mưa nhỏ. Đến 15 giờ 30 nhiều xe cấp cứu di chuyển 80 km từ hiện trường đến Bệnh viện 268 ở thành phố Huế. Xung quanh khu vực bệnh viện, công an, cảnh sát giao thông, kiểm soát quân sự đứng chốt nhiều nơi. Người dân không tiếp cận gần các lối vào bệnh viện để tránh nguồn tắc. Đến 15 giờ 50 xe biển xanh chở hệ thống đèn chiếu sáng với 8 bóng công suất lớn vào hiện trường để phục vụ việc tìm kiếm trong đêm. Ngay sau đó, một xe múc cỡ lớn khác cũng được tăng cường vào trạm kiểm lâm 67 trời tại Phong Xuân đang tối dần, bắt đầu có mưa. Đến 17 giờ, quân đội đã tìm thấy 9 thi thể tại trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Đây là nơi 13 người trong đoàn công tác của quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế mất tích lúc 0 giờ ngày 13 tháng 10. Lực lượng cứu hộ theo đường bộ đang tiếp cận Thủy Điện Giao Trang Ba. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cử cán bộ, chiến sĩ đi cano tiếp cận Thủy Điện theo đường thủy. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục công tác đào bới đất đá để tìm kiếm các đồng đội còn lại. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trực tiếp đến hiện trường động viên các lực lượng chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại trong thời gian sớm nhất. Trong ngày 15 tháng 10, Bộ Quốc phòng đã thiết lập cuộc họp trực tuyến giữa Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Sở chỉ huy tiền phương tại hiện trường tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Thượng tướng Phan Văn Giang chỉ đạo Bộ Tư lệnh Công binh và các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế huy động tối đa phương tiện, lực lượng tham gia tổ chức tìm kiếm tất cả những nạn nhân còn đang mất tích, trong đó đặc biệt chú trọng công tác an toàn về người và phương tiện, trang thiết bị. Hiện theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh này đã huy động thêm 10 xe múc để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân. Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai với quyết tâm tiếp cận và đưa nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất một lãnh đạo tỉnh này cho hay. Hiện tại, rất nhiều gia đình nạn nhân vẫn mòn mỏi chờ con mất tích ở Giao Trang Ba. Bà Nguyễn Thị Hằng, 47 tuổi, mắt đỏ hoe, chỉ biết lắc đầu khi người ở quê hỏi đã thấy thọ chưa. Bùi Đức Thọ, 25 tuổi, con trai bà Hằng là một trong số 17 người mất tích khi đất đá đổ xuống công trình thủy điện Giao Trang Ba. Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, lúc 0 giờ ngày 12 tháng 10. Một ngày sau, đọc tin tức về vụ lở, Bà Linh Tính có chuyện chẳng lành vì nhiều ngày qua trời mưa như chút, lũ dâng từ phía, nhưng gia đình không gọi được cho thọ, số máy những người bạn đi cùng làm với con cũng mất liên lạc. Bà Hằng gọi điện cho chỉ huy công trình, người này nói thọ đã chạy thoát sang thủy điện rào trang 4 và cách hiện trường sạt lở khoảng 10 km. Bà tạm yên tâm phần nào, tuy nhiên sáng ngày 14 tháng 10 gọi lại thì ông này nói thọ không có trong danh sách thoát nạn mà đang mất tích cả nhà gấp rút bắt ô tô từ huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vào Thừa Thiên Huế, lần hỏi đến công trình thủy điện giữa chốn Thâm Sơn. Tuy nhiên, trời phong xuân mưa giả dích, đêm tối đường bị chia cắt nên không thể đến công trường. Gia đình bà Hằng do hỏi chính quyền địa phương, lực lượng cứu nạn và cả công ty thủy điện, nhưng đều chỉ nhận được những cái lắp đầu. Cả nhà dồn lại ngồi chờ ở quán nước ngay ngã ba đường 71 vào công trình thủy điện Giao Trang 3. Đến chiều ngày 14 tháng 10, nghe tin một thi thể được tìm thấy đưa về bệnh viện Bình Điền cách đường 71 chừng 50 km. Vợ chồng bà Hằng tức tốc thuê xe chạy vào. Người chồng sau nhiều giờ căng thẳng đã ngất lịm, phải vào bệnh viện cấp cứu. Cũng đến chờ con ở bệnh viện Bình Điền, đôi chân ông Tạ Văn Chính bước xuống đi không vững khi nghe thông báo. Tạ Văn Nghĩa, 27 tuổi, con trai ông là thi thể vừa được tìm thấy. Người đàn ông cao, gầy, nước da đen sạm vì cũng đi làm công trình gọi điện về nhà để gia đình chuẩn bị hậu sự. Đến tối, ông Chính được công an gọi vào gặp con trai, khuôn mặt nam thanh niên không còn nguyên vẹn, phải nhận diện bằng chiều cao và đặc điểm khác. Lát sau ông trở ra, nhấc máy gọi về nhà hỏi Nghĩa cao bao nhiêu, có mấy răng khảnh. Nghĩa nhà tôi cao gần 1,8 m có hai chiếc răng khảnh cơ, thi thể trong đó chỉ có một chiếc răng khảnh và chỉ cao hơn 1,7 m Ông chính nói, người đàn ông lầm lũi thuê xe đi tìm chỗ ngủ, đến tận khuya, khi đã mệt lả, ông mới nằm chợp mắt được một chút, chờ đến sáng nay bệnh viện gọi đến lấy mẫu IDN đi với ông chính từ huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, vượt 500 km vào Huế tìm con. Còn có anh vợ là Lê Văn Phùng, 58 tuổi. Ông Phùng có con trai Lê Văn Thịnh, 26 tuổi, cũng đang mất tích. Chúng tôi không nghe được tin, thấy đại báo đưa tin mà không gọi được cho con nên đi tìm chúng nó. Và đến đây thì hai tin sạt lở đất chết nhiều người lắm. Trong Nghĩa và thằng Thịnh nhà tôi nằm trong diện mất tích. Hai đứa cùng lái máy xúc ở một lán với nhau, ông Phùng nói. Nhà ông chính trồng lúa, còn nhà ông Phùng trồng cói. Kinh tế không mấy khá giả nhưng gia đình quyết nơi con ăn học. Nghĩa học cao đẳng được một năm thì bỏ, còn thịnh tốt nghiệp cao đẳng ngành dược phẩm, ra trường không xin được việc. Ba năm trước, cả hai theo một chủ thầu vào Huế làm công trình thủy điện. Hồi tháng 8, Nghĩa về nhà dự cưới người quen, đó là lần cuối anh gặp gia đình. Thịnh thì thỉnh thoảng mới gọi điện về, hai anh em bảo nhau làm ăn, mỗi tháng gửi về cho gia đình 11 triệu đồng. Suốt quãng đường xa, hai người đàn ông không thiết ăn uống, mắt cứ hết trông vào bệnh viện, lại ngóng ra cổng khi có xe cứu thương đi vào. Ông Phan Đình Bắc, người thân của công nhân Trương Đình Nội, 36 tuổi, chú tại xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh, nói gia đình nhận tin từ anh ruột của nội làm trong cùng công trình báo về. Gia đình mong muốn sớm nghe thông tin chính thức về người thân, ông Bắc nói. Lời hẹn của tướng Man, người chỉ huy đi hết trận lũ này đến đợt bão khác. Từ khi biết tin Thủ tướng Man gặp nạn, không khí tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình trầm lắng hẳn. Mọi người cứ nhìn nhau, ai cũng buồn. Một số cán bộ đã tập trung tại nhà riêng của tướng Man ở thành phố Đồng Hới để động viên tư tưởng trấn an vợ con của ông. Vợ chồng tướng Man có 3 người con, cô con gái vừa tốt nghiệp đại học, con gái thứ hai đang học cấp 3 và con trai út đang học lớp 7. Từ khi nhận chức, Phó Tư lệnh Quân khu 4 vị tướng càng có ít thời gian về thăm nhà. Nói về quyết định hành quân ngay trong đêm của Thiếu tướng Man và các đồng đội, Ông Vĩnh gọi đó là quyết định rất táo bạo và rất vì dân. Khi nghe thông tin người dân bị nạn như thế mà mình không đi được thì trong lòng rất không yên. Tinh thần của người lính thôi thúc mình phải hành quân ngay, dù là đêm tối. Có lẽ suy nghĩ của anh Man lúc đó cũng như vậy. Muốn đến được với người bị nạn càng sớm càng tốt. Đại tá Vĩnh chia sẻ. Thời còn công tác tại tỉnh Quảng Bình, thì tướng Man được đánh giá là con người rất sông sáo, lo lắng và trách nhiệm với người dân vùng lũ. Ông vừa chỉ đạo chung, vừa trực tiếp đến những chỗ nguy hiểm. Đại tá Lê Văn Vĩ, người kế nhiệm chức chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, cho biết nhớ về ông như một người chỉ huy luôn có mặt trong bão lũ, trực tiếp nhận những việc khó khăn nhất về mình. Trong đợt lũ năm 2016, anh Man đang dự lớp bồi dưỡng chính trị ở Hà Nội, nhưng đã tạm hoãn việc học để về Quảng Bình trực tiếp chỉ đạo ứng phó mưa lũ, ông Vĩ nhớ lại. Thủy tướng Man trực tiếp đến những địa bàn hiểm yếu nhất để chỉ huy bộ đội cứu dân. Trong công việc, Thiếu tướng Man là một người chỉ huy rất quyết đoán, giải quyết công việc rất hài hòa. Trong đời sống, ông luôn chia sẻ quan tâm đến cán bộ chiến sĩ cấp dưới, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Ông hay xuống cơ sở để nắm bắt những khó khăn trong ăn ở sinh hoạt của chiến sĩ để có biện pháp giúp đỡ. Chính nhờ đó mà cấp trên đã phát hiện và đề đạt bổ nhiệm anh ấy lên làm phó tư lệnh quân khu, đại tá Vĩnh chia sẻ.